Mời quý vị theo dõi chuyên mục Công dân số. Quảng Ngãi đã thu nhận hơn 505.000 hồ sơ định danh điện tử mức 2, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2 do Bộ Công an giao. Hiện cả nước đã có trên 65 triệu tài khoản định danh điện tử được đăng ký và kích hoạt. Tuy nhiên, trong quá trình công dân sử dụng vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc khi sử dụng trên ứng dụng VNeID. Bộ Công an đã đưa vào vận hành hệ thống tổng đài hỗ trợ với đầu số 1900-0368 nhằm tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử khi kích hoạt tài khoản. Trung bình mỗi ngày, tổng đài 1900-0368 tiếp nhận khoảng 2.000 cuộc gọi đến. Một số nội dung vướng mắc được người dân tập trung, chủ yếu cần sự hỗ trợ liên quan đến quy trình kích hoạt tài khoản cũng như cách thức sử dụng. Hiện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cũng đang đưa ra nhiều giải pháp, trong đó bổ sung trang thiết bị hạ tầng, công nghệ, nhằm kịp thời hỗ trợ và giải đáp thông tin nhanh nhất cho công dân trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử. Tài khoản định danh điện tử được xác định là một trong những chìa khóa quan trọng giúp người dân tiết kiệm thời gian chi phí trong quá trình sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hay trong các giao dịch tài chính trên môi trường điện tử. Khi người dân có bất kỳ những vướng mắc nào liên quan đến tài khoản định danh, tổng đài 1900-0368 sẽ kịp thời hỗ trợ với những thông tin chính thống nhất từ Bộ Công an. 100% các cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung tại địa chỉ http://office.quangngai.gov.vn. Cơ quan đơn vị phân công, phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một cách khoa học, hợp lý, giúp liên thông văn bản 4 cấp. Hiện có 1.520 cơ quan đơn vị trong tỉnh triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 2,8 triệu văn bản được gửi nhận trên hệ thống. Hệ thống cũng đã triển khai trên ứng dụng điện thoại di động, thuận tiện cho người dùng. Quản lý văn bản và điều hành dùng chung đã tạo ra một quy trình xử lý chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời trong cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi. Lãnh đạo có thể điều hành và quản lý mọi lúc mọi nơi, giúp quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng và minh bạch, nắm bắt đầy đủ thông tin để đưa ra các quyết định chính xác, tra cứu điều hành văn bản trên điện thoại thông minh iPad. Đặc biệt, ứng dụng chữ ký số đã giúp công tác điều hành thông suốt hơn. Giấy khám sức khỏe điện tử là gì? Sử dụng như thế nào? Nhiều người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe đi khám sức khỏe thắc mắc khi nghe nói về giấy khám sức khỏe điện tử. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, tất cả cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế. Hồ sơ khám sức khỏe sẽ được cập nhật lên cổng dịch vụ công quốc gia nên được gọi là giấy khám sức khỏe điện tử. Chỉ cần nhập mã số này vào tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia thì mọi thông tin khám sức khỏe sẽ có, không cần cầm bản khám sức khỏe bằng giấy. Giấy phép lái xe chuẩn bị hết hàng, anh Trung đã đến Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ đổi giấy phép lái xe. Sau khi hoàn thành các bước khám, hồ sơ sức khỏe của anh Trung được nhân viên y tế cập nhật vào cổng dịch vụ công quốc gia. Anh được nhân viên y tế cấp mã số hồ sơ sức khỏe của mình và hướng dẫn các bước để có thể tự ở nhà làm các bước đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến. Nếu không làm trực tuyến thì chỉ cần đưa mã số hồ sơ sức khỏe thì bộ phận đổi giấy phép lái xe sẽ tự tra cứu. Là tích hợp lên cổng giám định bảo hiểm y tế và được đồng bộ trên dịch vụ công quốc gia. Đây em cập nhật cho anh thành công. Và đây là các mã số. Em thấy em là chụp lại điện thoại hoặc là em đã ghi đúng hay có mã số. Khi mà anh khó một bước và lên chủ dịch vụ công để làm trực tuyến thì anh chỉ mở điện thoại của mình ra, trong đó nó có tài khoản VNeID là anh sẽ làm và trên đó sẽ hỏi là số hồ sơ sức khỏe, là anh điền nguyên cái dãy mã số đây, ở trên đó đã đồng bộ hết trên cổng rồi, nó sẽ hiển thị đầy đủ số hồ sơ sức khỏe của cho anh, là làm rất là nhanh gọn. Nhưng mình chỉ cần cái mỏ này mình tới là mình đưa cho họ là mình cần khó khăn vấn đề cái giấy phép sức khỏe đây là rất là tiện lợi.
Ví dụ như mình đã xoa rồi mình cũng, ví dụ như mình chưa Sài Gòn rồi mình đâu biết là mình cần đặt cái mỏ ra là mình không biết. Thực hiện đề án 06 của chính phủ, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe để đổi giấy phép lái xe, thực hiện đăng ký thành công tài khoản dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế và liên thông lên cổng dịch vụ công quốc gia. Riêng trong tháng 8 đã có 1.835 lượt liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe. Việc liên thông dữ liệu giữa ngành y tế và ngành giao thông đã tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Ta cũng tiếp tục làm tốt cái mã khám chữa bệnh và cập nhật lên cổng kịp thời để tạo thuận lợi tốt nhất cho công dân khi làm đổi trả giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ tháng 3 năm 2023 đến nay, hệ thống đã tiếp nhận được 243 hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Quy trình tiếp nhận thuận tiện, xử lý hồ sơ đúng hạn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe từ trực tiếp sang trực tuyến.